mừng theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giê-xu sai 12 môn đệ đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Tình cha mẹ. Một đám thanh niên khỏe mạnh tìm đường trèo lên núi giải cứu con tin, nhưng không sao lên nổi. Họ đang tính quay về thì nhìn thấy người đàn bà từ trên núi đi xuống. Họ ngạc nhiên hỏi: chúng tôi trai tráng khỏe nhất làng mà vẫn không leo nổi lên núi này, sao bà có thể lên núi được thế? Bà chậm rãi trả lời: đơn giản vì đó là con tôi. Có bậc cha mẹ nào mà lại không mong muốn làm những điều tốt lành cho con mình? Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu truyền cho các ông trước hết hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dân Israel như những người con nhiều lần bội nghĩa bất trung, nhưng với tấm lòng đầy yêu thương của người cha, Đức Giê-xu khát mong những người con này sẽ lắng nghe lời dạy bảo của các môn đệ mà ăn năn quay trở về cùng Chúa. Là người con, chúng ta hãy vững tin mà từ bỏ lối sống xấu xa, quay về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Lạy Chúa, tình thương của Ngài dành cho chúng con quả thật lớn lao. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ tình thương ấy đến cho mọi người. Amen.